Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Jenga Resort and Casino Cơm Việt Cali.com Cơm phần 3 món ăn ngon nhớ hoài 714-989-9911 và 714-548-1823 Health and Beauty Network Giúp bạn tự tin yêu đời với mỹ phẩm Natra 714-467-9071 Tèo Thai Club 714983 Võ Xe hay 714 8693 chợ Đông Ba với các món ngon xứ Huế 714 891 -8028. Mai Phương Beauty and Wellness Center Xăm phun theo tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714 839 Tế bào gốc Biolacel, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân, nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền 714 839 -8121. Lái về một trong năm xe hơi và nhận được 50.000 tiền mặt chỉ có tại Pala Casino Spa and Resort. Quý vị đang trở lại với phần tin tức tổng hợp thời sự, đến với lại những cái chủ đề về tin tức mà ai cũng mong muốn nghe đến đó là về Donald Trump thưa quý vị. Đây không phải là vấn đề liên quan trực tiếp tới Donald Trump nữa mà liên quan tới những người trong ban bầu cử của Donald Trump. Ừ. Thưa quý vị, Donald Trump và ban bầu cử đang bị cáo buộc bởi một phóng viên và một phóng viên này cho biết là cô này đã bị những người trong ban bầu cử à, hành hung với nhờ các bộ gọi là hành người này là người quản trị. Người của manager của luôn đó. Yeah. Oh, manager làm phóng viên. Và cô ta vào ngày hôm qua đã để đơn kiện uh, Donald Trump và những người uh, làm ở trong này mà nhất là một người rất là cố cán ở trong ban bầu cử. Cô ta này nói là cô đã trong lúc mà muốn phỏng vấn Donald Trump thì uh -huh. đã bị xô đẩy ngay tại một sự kiện tranh cử vào ngày 8 tháng 3 vừa rồi. Cái người mà đứng sau ban bầu cử của Donald Trump mà bị buộc tội đó là ông Corey Lewandowski. Yeah, Lewandowski. Với hành vi đó là cố tình túm và làm bầm tím cánh tay của cô, đúng vậy, nổi tôi... dấu bầm luôn á. Đó. đó và trong một bài diễn thuyết với tất cả mọi người vào ngày cũng trong ngày hôm qua thì Donald Trump lại mạnh miệng lên tiếng và tôi sẽ cáo buộc lại cô, tôi sẽ buộc tội lại cô là tại vì cô đã có những lời không hay về chúng tôi thực sự chúng tôi không làm gì cả đó là lời ông Donald Trump nhưng mà tuy nhiên thì cơ quan cảnh sát lại có đoạn video mà những cái hành vi xô đẩy của ông Lewandowski diễn ra trong lúc mà diễn ra với lại ông Donald Trump. Trong cùng với những bản tin đó thì vào sáng ngày hôm nay một bản tin của KTLA phát lại cho thấy là một người một thiếu niên 15 tuổi, một cô bé 15 tuổi trong lúc mà xảy ra cãi vã trong cuộc tranh cử của Donald Trump ở Wisconsin City đã bị một thanh niên khác xịt pepper spray vào oh. mặt wow, và ngay lập tức cô này okay, phải, phải để chạy đi chỗ khác. Việc này làm dấy lên một câu hỏi là tại sao với những cuộc à, có một sự có mặt của Donald Trump thì nơi đó lại diễn ra những cái cuộc biểu tình bạo động. Như vậy, nhiều người người ta cáo buộc Donald Trump không khác gì những tay phát xít Hitler và rất nhiều người người ta không có muốn đó là xuất hiện ngay tại thành phố ngay tại tiểu bang của họ như hình ảnh đây là một cô thiếu niên 15 tuổi trong lúc mà chống đơn là thì trong lúc mà cũng có hành vi hơi ẩu đả chút xíu thì bị ngay một phát pepper spray xịt vào mặt và đó là nhật bản tin về sáng nay về sự kiện um, trôm thưa quý vị tư tưởng của những người trẻ sự bồng bột và sự thay đổi tính tình của họ đôi khi chúng ta cũng không hiểu được luôn à, nếu mà quý vị là bố mẹ của các em rồi cho nên gặp các bố mẹ mà có con em lớn bắt đầu vừa qua tuổi à, vị thành niên tức là bước vào 18 tuổi thành thành niên rồi đó là đôi khi các em cũng có thay đổi tính tình nữa chứ không phải là lúc nhỏ là khó tính này nghĩa là nuôi con từ nhỏ cho tới lớn là gặp rất nhiều các chuyện khó khăn yeah. à, và đây là một trong những chuyện mà một gia đình à, đang rất là buồn ở tại Mississippi. Thưa quý vị, đây là hình ảnh của cô Jolyn Young à, trong một bức hình từ năm 2012. Cô là một thiếu nữ phi châu, phải nói rằng rất là xinh đẹp. Vâng, với một cái thiếu, uh, thiếu nữ như thế, cô là người làm cheerleader oh. cho đội tuyển bóng rổ của trường học cô là một người thủ khoa của trường một học sinh ưu tú wow. và là một người nghĩa là rất là hoạt động hăng hái thế nhưng không biết vì lý do nào cô lại nghe theo đạo hồi và cải đạo không biết vì lý do nào đó bây giờ cảnh sát vẫn đang mở tục điều tra và gia đình cũng không có nói thêm chi tiết nhưng mà cái chuyện mà cải đạo hồi của cô đó là cái chuyện bình thường sau khi cải đạo hồi thì cô bắt đầu chùm mặt đeo khăn trùm đầu và wow. bắt đầu giao giảng những chuyện hồi giáo quá khích và trong đó cô đã từng nói với bạn bè phải chi nước mỹ này có luật sharia ngăn cấm người phụ nữ được quyền khỏa thân trong công chúng mm. tức là cô nói rằng phụ nữ bây giờ được quá nhiều quyền ở nước mỹ này đã ăn mặc rất là hở hang và tự nhiên cô ấy cảm thấy là mình cũng hở hang như vậy cho nên cuối cùng cô chùm người lấy. Và chưa hết thưa quý vị, cô đã bị bắt và đang bị truy tố tội cung cấp và ám trợ cho bọn khủng bố ISIS. Giờ đây thì cô Jaylen Young đang đương đầu với tội án và mức án tù có thể lên tới từ 5 năm tới 10 năm tùy theo cái tình trạng mà cô ám trợ cho bọn khủng bố này như thế nào. Và à, đã có rất nhiều các nhân chứng ra tòa và họ nói với phía bộ tư pháp hoa kỳ đó là trong thời gian qua cô dân này thay đổi tính tình và thường xuyên giao giảng những cái chuyện hồi giáo quá khích cho những người chung quanh và thậm chí đó là bày tỏ cái sự thù ghét đối với chính phủ mỹ nữa Dạ vâng, à, tin ngay tại địa phương thưa quý vị, OCTA tức là cơ quan uh, xe công cộng ngay tại Orange County cho biết là trong những thời gian sắp tới họ sẽ cho phát hành uh, hệ thống mua bán vé uh, thiết kịch cho xe bus dùng qua smartphone của quý vị lâu giờ nếu như quý vị muốn đi xe bus nhất là những người lớn tuổi ngay tại quận cam trong một khoảng thời gian đầu qua mỹ không có xe thì bắt buộc phải đi xe bus thì họ phải đến bưu điện mua vé hoặc đến những cái cvs để mua vé hoặc là mua vé online việc đó tốn khá mất nhiều thời gian để quý vị mua vé trước khi được đi lên xe bus hoặc là có nhiều người người ta đến để mà mua xe mua ngay tại xe bus luôn thì cũng nhiều người cũng đâu có mang tiền mặt đâu phải không ạ à? nhưng mà tuy nhiên thì OCTA với những cái công cuộc mà họ nói là họ sẽ mở rộng phạm vi hoạt động của những chuyến xe bus bus này họ cho biết là trong thời gian sắp tới họ sẽ phát hành hệ thống e ticket thưa quý vị e ticket nghĩa là sao có nghĩa là quý vị tải một cái app một cái nhu liệu ở trên phone của quý vị và qua đó quý vị mua trực tiếp và cái phone của quý vị thay thế cái vé của quý vị luôn tức là khi lên trên xe bus quý vị chỉ cần đưa chiếc phone của quý vị vào hệ thống máy scan tự động scan sẽ Scan cái vé của quý vị và quý vị được lên xe bus thoải mái. Đây là một việc làm rất là hay trong thời gian sắp tới. Mà UCTA cho biết là họ sẽ um, giúp cho quý vị sẽ dễ dàng hơn trong những cái sự việc này. À, trong khi đó thì Tesla vào ngày mai, à, ngày thứ năm ngày mai, công ty um, công nghệ sản xuất xe hơi Tesla sẽ cho ra mắt chiếc Tesla Model 3. Một sự đặc biệt ở đây đây là chiếc xe hơi giá rẻ đầu tiên mà Tesla sẽ ra công bố. Một số nguồn tin cho biết là cái giá sẽ khởi điểm vào khoảng 35.000 đô la. Nhưng mà, mà không phải chiếc xe này phải không? Dạ vâng, đây tức là, là đây thôi. là hình ảnh của Biểu chiếc diễn thôi. Uh, xe SUV uh, chiếc này lên tới 80.000 lần. Yeah. Uh, nó không chiếc model tuy chuẩn bị ra mắt uh, theo như Elon Musk, tức là CEO của Tesla nói là đừng kỳ vọng nó sẽ đẹp như những chiếc xe của chúng tôi. Và cũng đừng kỳ vọng nó sẽ có những cái option, nó cũng sẽ có những trang bị về máy móc hiện đại như những chiếc xe 100.000 của chúng tôi đã từng bán. Nhưng mà hãy tự hưởng được công nghệ về năng lượng battery khi chiếc xe này có thể chạy được với quãng đường lên tới 200 dặm. Và 35.000 đô la đó là số tiền khởi giá ban đầu nhưng mà chưa có hỗ trợ của chính phủ. Anh Thùy nói là sẽ có mức giá lên tới 50.000 đô la nếu như có full option. Chúng tôi đọc á, thì họ nói rằng 35.000 xe không có gì trên. Đó. <laughs> Chỉ là quý vị cái muốn, thôi. Quý vị muốn tự động, một <laughs> quý vị muốn bánh xe, quý vị muốn... Nghĩa là cái điều đó đương nhiên rồi. Yeah. Và cuối cùng chiếc xe có thể lên tới 50.000, 55.000 đô la. Và các nhà phân tích nói là đây là một cái bước đi mà nếu như thành công hay thất bại thì nó cũng sẽ thay đổi bộ mặt của Tesla. Nếu như thành công thì chắc chắn đây là sẽ là phương khúc giá rẻ mà Tesla sẽ phủ sóng hầu hết toàn bộ thị trường xe hơi và nếu như thất bại thì Tesla sẽ có thể phá sản lần hai tại vì công ty đã bỏ ra một số tiền khá lớn để đầu tư vào chiếc Model 3 này. À, trong khi đó thì các nhà đầu tư cũng hy vọng là Tesla sẽ mở ra một cuộc cách mạng mới. À, khi mà Tesla Model 3 chưa ra mắt thì các ông lớn trong ngành công nghệ cũng đã bắt đầu đụng đẩy à, hãng Chevy Volt hãng tức là thuộc công ty General Motors, họ nói là trong thời gian sắp tới, mẫu xe Vũ sẽ cho ra mắt một chiếc xe cũng giống như Tesla vậy và có khả năng chạy với một động cơ lên tới quãng đường là 200 dặm mỗi giờ và cũng có giá khởi điểm là 35.000 đô la tôi thắc mắc là không biết tại sao có nhiều xe trên thị trường mà anh Tuấn lại rất mê bị mê hoặc <laughs> bởi Tesla vậy à dạ có có lẽ tại, tại, tại vì cái sắc đẹp của chiếc xe <laughs> nó rất là đẹp thưa quý vị quý vị nhìn bên ngoài và nếu như em biết trong thời gian tới anh Thụy sẽ mua một chiếc xe mới cho gia đình thì anh có dự định tôi nào tôi chờ đến 2017 À, thì ngay bây giờ anh phải đóng 1 ngàn đô la <laughs> ghi email của mình vô và đóng trước 1 ngàn đô la wow. Và Tesla lấy 1 ngàn đô la mà quý vị tưởng tượng lấy khoảng 100 ngàn người Hay là 50 ngàn người coi là số tiền này lên bao nhiêu wow. Và S S Tesla cứ giữ số tiền đó để đầu tư yeah. Và họ nói chứ một ngàn đó anh muốn lấy lại bất cứ lúc nào cũng được No problem, uhm. bao giờ cũng có người để thẳng, sẵn sàng thay chỗ anh nhưng mà còn đỡ hơn là khi mà năm ngoái Tesla ra mỗi SUV đóng phải 5.000 đô la mới có sở hữu được yeah, chiếc xe tại đó. Vì chiếc giá nó cao tùy theo giá, 35.000 thì đóng 1.000 thôi. Và hồi nãy quý vị đã nghe cùng diễn với mẹ Nguyễn Trường đã quảng cáo rồi và bây giờ chúng tôi cũng quảng cáo kinh diễn với mẹ luôn. trong năm ngoái thì quý vị cũng đã theo dõi những cái chương trình của Little Sài Gòn TV trong chương trình trình diễn với mẹ. Và năm nay cũng thế quý vị phải chuẩn bị từ bây giờ chương trình cùng diễn với mẹ sẽ được tổ chức lúc 11 giờ sáng thứ bảy 7 tháng 5 tại thương xá Phước Lộc Thọ. Chòm chèm có hơn một tháng nữa mà thôi. Phụ diễn văn nghệ đặc sắc đố vui giải trí cùng nhiều quà tặng giá trị. Và chương trình cũng sẽ chiếu trên hệ thống Galaxy 19 trên toàn quốc. Hạng chót ghi danh là ngày 2 tháng 5 trước đó, 5 ngày mà thôi. Và quý thân chủ bảo trợ rất nhiều, rất cần các quý chủ nhân cơ sở thương mại bảo trợ chương trình này. Và gọi sớm sẽ có giá đặc biệt. Liên, liên lạc với Lưu Dương Hoàng TV qua số điện thoại là 714-979-9562-979-9562. Và, và và chúng tôi à, xin kính chào quý vị, chúc quý vị một ngày thật đẹp. Em xin kính chào anh Hoàng Trọng chào anh, <laughs> anh Tuấn và xin hẹn quý vị vào chương trình ngày mai và xin giữ làn sóng 57.7 để tiếp tục theo dõi các chương trình của đài quý vị nhé. Và mỗi thứ sáu trong tháng 4 Palacasino sẽ tặng một xe Toyota Highlander LE Plus năm 2016 và 10.000 Mỹ kim.